Những người vợ trở thành quả bụa, cha mẹ mòn mỏi mong chờ những người con bị bắt, lớp học vắng tanh và nông dân không đủ nhân lực để làm đồng áng. Tình bạn khó có thể hình thành, những bằng hữu cũ tan rã. Đó là bức tranh Ukraine sau 2 năm chiến đấu chống Nga xâm lược. Ngay cả ở làng Luzovatka, cách tiền tuyến khoảng 100 km, khắp nơi đều có dấu hiệu của một cuộc chiến tranh kéo dài 2 năm đã làm thay đổi bộ mặt Ukraine một cách không thể đảo ngược được. Bà Alona Onischuk và cô con gái 5 tuổi, Angelina, đến thăm nghĩa địa của Luzovatka vào một ngày mùa đông tuyết rơi. Chồng và cha Serhiy Aloshkin nằm đó cùng với 10 người lính khác trong khu vực mới có tên là Ngõ Anh Hùng. Chúng tôi không ngờ rằng sẽ có nhiều người như vậy. Người chồng 38 tuổi của bà, một tài xế và thợ cơ khí trước chiến tranh, đã thiệt mạng vào cuối năm 2022 khi đang chiến đấu gần thành phố Bakhmut phía đông. Những khu chôn cất tương tự đã xuất hiện trên khắp đất nước, mang minh chứng cay đắng cho một cuộc chiến tranh khốc liệt chống lại Nga, hiện sắp bước sang năm thứ ba, không có hồi kết. Những ụ đất mới đào thường được đánh dấu bằng những cây thánh giá bằng gỗ đơn giản, ảnh người chết, những bông hoa rực rỡ sắc màu và những lá cờ Ukraine màu xanh vàng. Cuộc chiến ở mặt trận phía đông và phía nam Ukraine cách xa khu định cư với những ngôi nhà khiêm tốn được bao quanh bởi những khu vườn có tường xung quanh ở trung tâm đất nước. Nhưng dân số khoảng 6.800 người của nơi này đã bị ảnh hưởng sâu sắc. Quy mô thương vong của quân đội Ukraine là một bí mật quốc gia được bảo vệ chặt chẽ. Các quan chức phương Tây ước tính hàng chục ngàn người đã thiệt mạng và hàng chục ngàn người khác bị thương. Nga, trên đỉnh cao của lễ kỷ niệm lần thứ hai cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2 năm 2022, cũng đã phải chịu tổn thất nặng nề. Ngoài thương vong, chiến tranh còn tác động đến hầu hết mọi khía cạnh của đời sống người Ukraine. Bà Onischuk đã bỏ việc ở một cửa hàng tạp hóa khi mang thai Angelina và việc tìm kiếm công việc mới càng trở nên khó khăn hơn do trường mẫu giáo địa phương đã đóng cửa. Các trường học ở Luzovatka, cách Kiev khoảng 350 km về phía đông nam, cũng đóng cửa. Hầm tránh bom của trường không đủ lớn để chứa tất cả học sinh khi có không kích. Mặc dù các cuộc tấn công trực tiếp bằng phi đạn và máy bay không người lái của Nga vào ngôi làng rất hiếm khi xảy ra, nhưng nó nằm gần thị trấn sản xuất thép trọng điểm Kryvyi Rih, nơi thường xuyên bị tấn công, gây ra còi báo động ở các khu vực xung quanh. Bà Yulia Samotuha, một giáo viên khác ở trường, điều phối nỗ lực tình nguyện của làng, nhận yêu cầu từ các đơn vị quân đội, phân chia công việc giữa các hộ gia đình và giao hàng hóa đóng gói vào hộp. Lái xe dọc theo những con đường băng giá đến gặp một người bạn tình nguyện, bà cho biết ngôi làng đã thay đổi rất nhiều kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Bà nói rằng bà đã chia tay nhiều bạn bè vì một số người ít sẵn sàng giúp đỡ nỗ lực chiến tranh hơn những người khác. Nhiều người trong số họ đã chứng tỏ họ là ai, người lạ trở thành người thân đối với tôi. Bên cạnh những người đã chết, còn có những người mất tích. Các quan chức Ukraine cho biết khoảng 8.000 người, thường dân và binh lính, đang bị Nga giam giữ do xung đột. Khoảng 3.000 người, hầu hết là quân nhân, đã được trả tự do trong hàng chục cuộc trao đổi tù binh, nhưng hàng ngàn gia đình vẫn còn đau đớn về số phận của những người thân bị bắt. Trong số đó có hai cư dân Luzovatka là Tetiana Treleska và Yuri Treleski. Họ cho biết con trai 29 tuổi Denis của họ gia nhập lực lượng vệ binh quốc gia vào năm 2021 và bị bắt khi đang chiến đấu ở thành phố cảng Mariupol, phía đông nam Ukraine vào tháng 5 năm 2022. Lực lượng Ukraine ở đó đã phải vật lộn trong nhiều tháng để đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga trong một trong những trận giao tranh đẫm máu nhất trong cuộc chiến, trước khi Kiev ra lệnh cho họ đầu hàng. Bà Treleska nói trong một cuộc biểu tình của hàng chục người ở Kryvyi Rih gần đó, yêu cầu chính phủ làm tất cả những gì có thể để giải thoát những người bị bắt. Chúng tôi muốn chứng tỏ rằng không ai quên họ. Chúng tôi sẽ luôn chiến đấu vì họ, như họ đã chiến đấu vì chúng tôi. Cặp cha mẹ này thường xuyên bị dày vò bởi nỗi đau và sự lo lắng về số phận của con trai mình, điều mà họ cố gắng xoa dịu với hy vọng một ngày nào đó họ sẽ cứu được đứa con còn sống. Tại một trang trại lớn địa phương, người chủ Alexander Vasilchenko đã mất đi những nhân viên quan trọng vào tay lực lượng vũ trang và lo ngại sẽ sớm có thêm nhiều người rời đi. Ông lo lắng rằng máy móc cần thiết để thu hoạch hoa hướng dương, lúa mì và lúa mạch sẽ bị hỏng. Theo chính quyền địa phương, hơn 1/3 số công nhân nông trại lành nghề ở Luzovatka đã được huy động vào quân đội, cho thấy tác động của cuộc chiến đối với ngành nông nghiệp, xương sống của nền kinh tế Ukraine. До техніки теж потрібно, щоб
Nhiều chuyên gia và thợ cơ khí từ cộng đồng của chúng tôi đã được huy động đi lính. Thiết bị của chúng tôi cần được sửa chữa. Công việc kinh doanh của ông không còn tạo ra lợi nhuận nữa, và ông đang tài trợ cho hoạt động của công ty, một phần từ tiền tiết kiệm. Những thách thức đó đặt ra tình thế tiến thoái lưỡng nan đối với Kiev, khi nước này đang tìm cách động viên thêm 450 đến 500 ngàn lính. Nếu họ cố gắng tuyển dụng quá nhiều người, nó có thể gây tổn hại cho nền kinh tế, vốn đã bị chiến tranh tàn phá. Trở lại ngôi làng, Anastasia và Alexander Korobchenko đang ở trong một ngôi nhà mà bạn bè của họ đã giúp họ tìm thấy sau khi họ rời khỏi nhà ở vùng Luhansk về phía đông khi lực lượng Nga tiến lên khi bắt đầu cuộc xâm lược năm 2022. Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, Liên Hiệp Quốc, Ủy ban châu Âu và chính phủ Ukraine, họ nằm trong số 3,7 triệu người Ukraine phải di rời trong nước do giao tranh. Tổ chức này cho biết thêm 5,9 triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa bên ngoài Ukraine. Mặc dù hai người đã tìm được việc làm ở Lozhuvatka, nhưng hiện tại họ vẫn chưa lập gia đình. Khi bạn không biết điều gì sẽ xảy ra với mình vào ngày mai, thật khó để nghĩ đến việc sống cùng một đứa trẻ, thực sự khó khăn. Đan Mạch hôm 22 tháng 2 công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,7 tỷ kron, tương đương 247,4 triệu đô la cho Ukraine và đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp tới các đồng minh, yêu cầu họ tăng cường viện trợ để giúp Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Gói này sẽ nâng tổng số tiền trao tặng của Đan Mạch cho Ukraine lên 33,3 tỷ kron kể từ khi Nga xâm lược 2 năm trước. Đan Mạch, thành viên NATO, là nước ủng hộ nhiệt thành cho Ukraine và là một trong những nước đóng góp viện trợ quân sự lớn nhất so với quy mô nền kinh tế của nước này. Thủ tướng Mette Frederiksen nói với các phóng viên rằng cần phải gửi thêm tiền ngay bây giờ và cho biết bà hy vọng các quốc gia khác cũng sẽ làm như vậy. Bà Frederiksen cho biết Đan Mạch cùng với Hà Lan và Mỹ đang dẫn đầu một liên minh giúp Ukraine thành lập lực lượng không quân trong tương lai, dự kiến sẽ thực hiện chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên cho Ukraine vào mùa hè này. Kinh phí cho khoản trao tặng mới sẽ được lấy từ 7 tỷ kron mà quốc gia Bắc Âu này phân bổ cho quỹ được thành lập để viện trợ dân sự, quân sự và kinh doanh cho Ukraine vào tháng 3 năm ngoái. Đan Mạch cũng đã cùng với các đồng minh khác, bao gồm Anh và Đức, ký thỏa thuận an ninh 10 năm với Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm 22 tháng 2 công bố đoạn video cho thấy các binh sĩ của họ đi ngang qua khu vực được cho là Avdiivka, không thể xác nhận địa điểm hoặc ngày quay video. Nga báo cáo đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn này hôm 17 tháng 2. Thị trấn Avdiivka cách Donetsk do Nga kiểm soát khoảng 15 km về phía bắc. Bộ Quốc phòng Nga nói những người lính đeo mặt nạ này đang dọn dẹp Avdiivka. Những người đàn ông trong video chỉ các tòa nhà nơi họ ẩn náu để nạp đạn trong cuộc giao tranh và trình bày vũ khí cũng như đạn dược mà họ thu được từ người Ukraine. Ukraine cho biết đã rút quân để cứu binh sĩ khỏi bị bao vây hoàn toàn sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Quân đội Ukraine nói đã có thương vong nhưng tình hình đã ổn định phần nào sau khi rút lui. Mỗi bên đều cho rằng bên kia đã chịu tổn thất rất lớn. Tổng thống Nga Vladimir Putin coi việc chiếm giữ Avdiivka là thành công tuyệt đối khi ông tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu để được nghe báo cáo tại Điện Kremlin vào đầu tuần này. Một quan chức lực lượng tuần duyên Philippines hôm 22 tháng 2 nói tuyên bố của đối tác Trung Quốc rằng họ đã đẩy lùi một tàu Philippines ra khỏi vùng biển gần bãi cạn Scarborough là không chính xác. Phó Đề đốc Jay Tarella, phóng viên của lực lượng tuần duyên với các vấn đề Biển Đông cho biết, tàu của Cục Nghề Cá và Nguồn Lợi Thủy Sản Philippines, BFAR, vẫn ở trong khu vực để hỗ trợ ngư dân Philippines và đảm bảo an ninh cho họ. Sáng ngày 22 tháng 2, lực lượng tuần duyên Trung Quốc cho biết họ đã xua đuổi tàu BFAR và cáo buộc tàu này xâm phạm trái phép vào vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, bãi cạn Scarborough cũng bị Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, khiến bãi cạn này trở thành một trong những thực thể biển có nhiều tranh chấp nhất ở châu Á và là điểm bùng phát các vụ xung đột. Trung Quốc hôm 22 tháng 2 nói họ kiên quyết phản đối sự can thiệp của Mỹ vào vấn đề Đài Loan dưới bất kỳ hình thức nào, dưới bất kỳ lý do nào và kêu gọi Mỹ ngừng bán vũ khí cho hòn đảo này.
Lời kêu gọi được đưa ra sau khi ông Mike Gallagher, Chủ tịch Ủy ban của Hạ viện Hoa Kỳ về Trung Quốc, đến Đài Loan cùng với một phái đoàn gồm các nhà lập pháp khác cùng ngày. Ông Gallagher kêu gọi Mỹ cần đảm bảo việc cung cấp vũ khí cho Đài Loan và tình trạng tồn đọng việc giao vũ khí vẫn là một vấn đề lớn. Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm 22 tháng 2 cho biết chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo bán vũ khí trị giá 75 triệu đô la để giúp Đài Loan nâng cấp hệ thống liên lạc Link 16 mà bộ này nói sẽ giúp điều phối các lực lượng chiến đấu của Đài Loan. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mao Ninh nói Trung Quốc kêu gọi Mỹ thừa nhận sự phức tạp và nhạy cảm cực độ của vấn đề Đài Loan và rằng Washington nên ngừng gửi tín hiệu sai lầm tới các lực lượng ly khai đòi độc lập cho Đài Loan.